Thế hôm nay anh đi lấy giày như nào rồi? Báo cáo sếp là cả chiều nay đi là gặp có một khách hàng. Một khách hàng? Vâng. Anh đánh cả ô tô, anh đi cả một buổi chiều mà anh đi lấy được một khách hàng. Vâng, một khách hàng nhưng mà sếp nhìn đây này. Ôi giời. Ôi giời ơi. Chỗ này là bao nhiêu giày anh? Có 68 đôi mà. 68 đôi? Vâng. Làm đến Tết năm sau à? Chở đầy xe. Ôi giời ơi. Chào các bạn nhé. Như vậy là sau 3 bạn 9.000 phút thực hiện các cái dịch vụ vệ sinh chuyên sâu ấy, thì là hiện nay là trước mặt tôi là thành quả của anh em kỹ thuật Casano, 68 đôi giày vệ sinh chuyên sâu này, 30 đôi được dán đế, 20 đôi ép đế và các dịch vụ khác như là thay vụ gót, có những cái đôi để hình một cái đôi cơ chế nhất tôi cho bạn xem. Routine bằng đôi rất là đẹp, thì vệ sinh sạch sẽ này, đóng gói ni lông này, và các cái đôi giày đều được có các cái gói chống ẩm ở bên trong trước khi giao đến tay khách hàng cho nó đạt cái độ tiêu chuẩn về độ ẩm. Đôi này thì đây, cả dán đế này, ép đế này, các bạn kỹ thuật trưởng đã rất cẩn thận còn chế cả những các cái miếng da rất là xinh vào đây để cho chị đẹp đi đỡ bị nhức gót chân, rất là cẩn thận. Đó. Như vậy là hàng của chị đẹp đã được chúng tôi sửa soạn xong, chất lên xe và sẽ đem đi trả cho chị. Đây, tất cả giày thì đã được cho vào hộp đóng gói cẩn thận và tất cả đã xong rồi. Bây giờ anh em mình cùng lên đường nhé. Sếp ơi, đi đâu sếp nhỉ? Đi trả đồ cho chị đẹp em. Đồ xanh anh nhìn rất là thích, trông rất là... Làm sạch hết. Cái này rất là khó. Cái làm màu có dễ màu. Như vậy là cái việc giao hàng cho chị đẹp đã thành công tốt đẹp. Sắp tới hy vọng là sẽ được phục vụ thêm nhiều chị đẹp nữa. Xin cảm ơn.